Lại nữa, hiển thị hai chùm giải thoát đó là giải thoát phiền não và giải thoát sự. Vì các chùm tử diệt và các phiền não tận, hai lời tụng này hiển thị giải thoát phiền não, tức nơi đây vô nhiễm, hiển thị giải thoát sự. Như trong kinh nói, bí xô nên biết nếu ở mắt tham dục đoạn hẳn, như vậy mắt đây cũng sẽ vĩnh viễn đoạn dứt cho đến nói rộng. Như vậy đã hiển thị hữu dư y giải thoát rồi, kế sẽ hiển thị vô dư y giải thoát. Vì tự nội sở chứng hiển thị vì kia không thể nghĩ bàn, vì chỉ các khổ tận để khiển trừ hư vọng kế chấp, chỉ chấp tánh không, như vậy nói hữu dư y vĩnh viễn tịch diệt. Nói là tịch diệt, chẳng phải hoàn toàn tánh không, không hỷ luận tức là tánh giải thoát này, chỉ tự bên trong sở chứng hoặc khác không khác, chết rồi về sau sẽ có hoặc sẽ không, tất cả hỷ luận chẳng thể nói đến. Vì hiển thị Bồ Đạc Giả La và Pháp không, Pháp đều không lưu chuyển sanh tử hoặc bát niết bàn, cho nên lại tụng kệ rằng chúng sanh gọi tương tục, và trong Pháp tướng Pháp tưởng không sanh tử lưu chuyển cũng không bát niết bàn. 2. Kiến lập ý thú, nghĩa giả tha. Như kinh thuyết, một thời Đại Phạm Thiên Vương Sách Hà là chủ của thế giới, đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đánh lễ trần Phật rồi lùi ngồi một bên, dùng giả tha vi diệu mà tán thán thỉnh cầu. Nơi học đến cứu cánh, khéo đoạn các lưới nghi, nay thỉnh cầu việc học, thì tôi dạy tu học. Phật dạy, đại tiên khéo lắng nghe, học lược có ba chủng, tăng thượng giới tâm tuệ, nơi kia cần tu học. Nên viên mãn sáu chi, thành tựu bốn lạc chú, bốn mỗi một bốn hành, trí tuệ thường thanh tịnh. Đầu khéo trụ căn bản, kế tâm vui tịch tĩnh, sau thánh kiến ác kiến, tương ưng không tương ưng, trước tịnh lạc tĩnh lự, cùng nơi đế thiện xảo, tức ở trong các đế nên sanh xa tăng trưởng. Ở trong các học xứ, có bốn cõi ba xứ, hai cõi nên xa lìa, hai cõi nền chứng đắc, hai an trụ hai chủng, một năng hướng niết bàn, dần kế làm nhân duyên, thuần tạp mà tu tập. Trước tiên lìa làm ác, rốt sau là thạnh mãn, các học đây đứng đầu, nơi học đầy thông tuệ. Do đây tu tịnh trí, tịnh sanh là thạnh mãn, các học đây là giữa, nơi học đầy thông tuệ. Từ đây tâm giải thoát, diệt hẳn các hí luận, các học trên, các học đây là trên, nơi học đầy thông tuệ. Nếu hành hướng bất tịnh, cũng hướng nơi thiện thú, hành đây nói là đầu, nên biết đây chẳng cùng. Nếu hành hướng thanh tịnh, chẳng phải cõi cứu cánh, hành đây nói là giữa, nên biết cũng chẳng cùng. Nếu hành hướng thanh tịnh, ở các cõi cứu cánh, hành đây nói là trên, nên biết đây tất cùng. Hoặc hữu học vô học, nên biết đều thông duệ, hoặc hữu học vô học, nên biết đều ngu phù. Nếu xả bỏ nghiệp thọ, cũng đoạn trừ thô trọng, cũng hiện kiến sở trì, tức thọ trì ba học. Hoặc có duyên không duyên, cũng hiển hiện thô tế, do thọ trì xa lìa, phát lời ngộ dẫn dắt. Học đầu chỉ có một, học thứ hai, hai chủng, học thứ ba, đủ ba, người tuệ đều vượt qua. Không hủy hoại thi la, nơi học nguyện năng thuận, không chê bàn quỹ phạm, ở năm xứ xa lìa, nếu xuất ly không phạm, không làm ác làm ác, nơi học kia tầm cầu, cùng siêng tu hạnh kia, chọn không có xả bỏ, mạng khó cũng không tổn, thường trụ trong chánh hạnh, thuận tỷ nại gia truyền. Nguyện tu trị làm đầu, cũng tu trị tịnh mạng, đều xa lìa hai biên, cũng xả bỏ tà nguyện, nơi các pháp chướng ngại, chọn không lòng đắm nhiễm, loạn tâm pháp mới sanh, tầm phải chóng xa lìa, không chìm quá nổi quá, hàng khéo trụ chánh niệm, căn bản quyến thuộc tịnh, mà tu hành phạm hạnh. Cần phát siêng tinh tấn, thường kiên cố rõ mãnh, hàng tu không phóng dật, khéo an trụ năm chi, giấu điều thiện của mình, cũng phát lộ các ác, được các y phục thầy, xấu đẹp đều hoàn hỷ, ít thuận với việc đời, thô xấu cũng tùy chuyển, thọ công đức đầu đà, là tịch lìa phiền não. Phải đầy đủ oai nghi, nên lượng mà nhiếp thọ, chọn không có hành động, trá hiện tướng oai nghi. Không tự khoe thật đức, cũng chẳng khiến người khen, tuy có sự mong cầu, mà chẳng hiện dị tướng, cầu xin từ nơi người, chọn không cưỡng bức não, như pháp mà thu được rồi không khinh chê, không tham đắm lợi dưỡng,
cũng mong người cùng kính, cũng không chấp các kiến, tăng ích và tổn giảm, không thuận theo thế gian, văn chú thuật vô nghĩa, cũng chẳng vui tích chứa, nhiều y bát vô nghĩa, sợ thêm lớn phiền não, không tật nhiễm cư gia, vì tịnh tu trí tuệ, nên thân cận hiền thánh. Không nuôi chứa bạn bè, sợ yêu bi phát loạn, hay sành khổ phiền não, mới phát tầm xa lìa. Không thọ nơi tín thí, sợ ung nhọt gia hại, nơi tránh pháp Như Lai, từng không có xào bỏ. Đối người trong tiếm phạm, an vui không gây tạo, thường xét lỗi lầm mình, biết rồi sớm phát lộ. Nếu phạm điều ngăn cấm, phải như pháp ra khỏi. Trong công việc nên làm, năng rõ mãnh tự làm. Nơi Phật và đệ tử, oai đức cùng ngôn giáo, tất cả đều tín thọ, thấy tội lớn không chê. Nơi pháp thật thầm sâu, chỗ không thể suy lường, năng xả ý thấy trước, không chấp chặt tự kiến. Thường vui sống xa lìa, cùng biên tế ngọa cụ, hàng tu tập thiện pháp, bền tinh tấn dũng mãnh, không có dục sanh dục, không oán ghét, lìa thủy miên, lúc không ở tịch tĩnh, lìa làm ác, không lo toàn, hằng thấy tất cả chủng, thành tựu chánh phương tiện, dẫn phát cùng giác ngộ và sở kết hòa hợp, có tướng hoặc gần gũi, cũng nhiều chủng hỷ lạc. Xâm bức cực gần gũi, gọi phân biệt hư vọng, hay sanh nơi dục tham, người trí phải xả lìa. Các dục khiến không no, chúng nhiều sự cộng hữu, là nhân duyên vì pháp hay tăng trưởng tham ái. Hiền thánh nên xa lìa, chóng hướng đến hoại diệt. Vì dựa nơi các duyên, lỗi nguy do nương tựa. Các dục như xương khô, cũng như đống thịt bằm, tựa như bó đuốc cỏ, giống như hầm lửa lớn. Ví như loài rắn độc, cũng như thấy chiêm bao, như mượn vật trang sức, như cây ngày quả chín. Biết các dục như vậy, đều không nên say đắm, phải lắng nghe chánh pháp, thường tư duy tu tập. Thấy trước quán thấy thổ tĩnh, kế nhất hướng tu tập, xả phiền não thô trọng, nơi đoạn sanh hân lạc, nơi các tướng quán sát, đắc gia hại cứu cánh, đăng lìa dục dục giới, và lìa dục sắc giới, nhập hiện quán chân đế, năng lìa tất cả dục, hiện pháp chứng niết bàn, cổ vĩnh tận dư y. Nơi học đến cứu cánh, khéo đoạn các lưới nghi, hay thỉnh cầu sở học, vì tôi dạy tu học. Trong kệ tụng này, Đại Phạm Thiên Vương trước tiên tán thán Đức Thế Tôn, sau ngài mới phát lời thưa thỉnh. Tán thán Đức Thế Tôn, tức là nơi tất cả sở học đã đạt cứu cánh bậc nhất, đầy nương đức bất cộng, hạnh tự lợi, viên mãn mà nói, lại năng khéo hút đoạn trừ tất cả lưới nghi sánh khỏi. Đầy nương đức bất cộng, hạnh lợi tha viên mãn mà nói, mới phát lời thỉnh hỏi, những gì là học? Học có bao nhiêu chủng? Tại sao cần phải tu học, học xứ kia? Đức Thế Tôn ý muốn khích lại sách tấn chúng sanh giải đãi, sợ hãi đối với sự thực hành pháp quá nhiều, nên nhiếp chung tất cả chỉ có ba học. Kể đến dạy rằng, đại tiên khéo lắng nghe, học lược có ba chủng, tăng thượng giới tâm tuệ, nơi kia phải tu học. Trong đây hiển thị nương giới hít tầm và tuệ. Nếu người tán loạn vì khiến không tán loạn nên phương tiện vì kia, thuyết tăng thượng giới học. Người tâm trở định vì khiến tâm được định nên phương tiện vì kia, thuyết tăng thượng tâm học. Người tâm đã được định mà chưa giải thoát, vì khiến giải thoát nên phương tiện vì kia, thuyết tăng thượng tuệ học. Do nhân duyên thấy tất cả sự thực hành của các bậc tu hành đều đạt đến rốt ráo, đầy hiển thị Đức Thế Tôn mật ý tuyên thuyết tất cả các học không gì chẳng nhiếp trong ba học này. Lại hiển thị ở trong các học, vì nương phương tiện đây nên sở học được thành tựu trọn vẹn. Cho nên kế đến thuyết rằng, nên viên mãn sáu chi thành tựu bốn lạc trú, bốn mỗi một bốn hành trí tuệ thường thanh tịnh. Trong kệ tụng đây, theo thứ lớp hiển thị phương tiện thành tựu trọn vẹn ba học, nên viên mãn sáu chi, tức nên nương vào phương tiện tăng thượng giới học mà tu học. Những gì là sáu chi? Một, an trụ thi la thành tịnh. Hai, giữ gìn phòng hộ biệt giải thoát luật nghi. Ba, viên mãn quỹ tắc. Bốn, viên mãn sở hành. Năm, đối với các tội nhỏ cảm thấy hãi sợ lớn. Sáu, thọ học, học xứ. Giáo trình như vậy hiển thị bốn chủng thi la thành tịnh. An trụ thi la thành tịnh là chỗ nương căn bản, giữ gìn phòng hộ, biệt giải thoát luật nghi. Hiển thị sự xuất ly thi la thành tịnh, tức vì cầu giải thoát mà xuất ly. Quỹ tắc và sở hành đều viên mãn, hai đây hiển thị không chê hủy thi la thành tịnh. Đối với các tội nhỏ cảm thấy hãi sợ lớn, hiển thị không khuyết phạm thì là thành tịnh.
Thọ học học xứ hiển thị thì là thánh tịnh không điên đảo. Như vậy vì tăng thượng giới học làm chỗ y, nương các phương tiện khác nên sáu chi cực viên mãn. Thánh tịnh bốn lạc trú hiển thị phương tiện tăng thượng tâm học. Bốn chủng tĩnh lự gọi là bốn tâm trụ, vì hiện pháp lạc trú nên gọi là lạc. Bốn, mỗi một bốn hành, trí huyết tuệ thường thanh tịnh, đầy nương tăng thượng tuệ học mà thuyết. Ở trong bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo, mỗi một đế đều có bốn hành, tức vô thường, tăng thượng tuệ học, vì là chỗ hiện của trí thanh tịnh này. Đầu khéo trụ căn bản, kế tâm lạc tịch tĩnh, sau thánh kiến ác kiến, tương ưng không tương ưng, kệ tụng đây. Hiển thị thứ lớp sanh khởi ba tăng thượng học, căn bản tức là tăng thượng giới, vì hai chủng sau từ pháp học đầu tiên mà được lưu xuất đã đầy đủ thi la, thứ lớp tu tập vô hối, năng đắc tâm lạc định tĩnh của học thứ hai, tâm đắc định. Đó là vì thấy như thật, nên năng đắc học thứ ba, thành tựu thánh kiến, xa lìa ác kiến. Trước tịnh, lạc tịnh lự cùng với đế thiện xảo, tức ở trong các đế nên sanh xa tăng trưởng. Kế tục đây hiển thị thứ lớp ba học thành tịnh có sự khác nhau. Trước tịnh là học đầu tiên, lạc tịnh lự là học thứ hai, nơi đế thiện xảo là học thứ ba, lại ở trong đế thiện xảo như vậy, nên sanh đó là đạo đế vì nên sanh khỏi, nên xa đó là khổ, tập đế vì nên xa lìa, nên tăng trưởng đó là diệt đế, thứ lớp phiền não phẩm, hạ trùng thượng, lớp lớp dần dần được đoạn dứt vì tăng trưởng diệt vậy. Ở trong các học xứ có bốn cõi ba xứ, hai cõi nên sang lìa, hai cõi nên chứng đắc. Kệ tụng đây, hiển thị ở nơi học xứ tăng thượng giới tâm tuệ, do sự tu duy học tập, có thành tựu, có thất bại, nên tùy theo chỗ thích hợp mà chiều cảm quả báo ở bốn cõi sai khác. Đó là sở hữu cõi thiện nhiếp thuộc người, trời, dục giới là quả có được do sự thành tựu, tăng thượng giới học, sở hữu cõi ác nhiếp thuộc các cõi khác ở dục giới gọi là quả có được do sự thất bại của tăng thượng giới. Sở hữu cõi thượng nhiếp thuộc cõi trời sắc giới và vô sắc giới gọi là quả có được của tăng thượng tâm. Cõi niết bàn không nhiếp thuộc ba cõi thì gọi là quả có được của tăng thượng tuệ. Trong các cõi như vậy nên ra lìa hai cõi trước là cõi thiện và cõi ác, nên chứng hai cõi sau là cõi thượng và cõi niết bàn. Lời đây hiển thị chỗ đắc của hai đạo thế gian và xuất thế gian, hai an trụ hai chủng, một năng hướng niết bàn, dần kế là nhân duyên thuần tạc mà tu tập. Ở trong kệ tụng đầy hiển thị đầu tiên là tăng thượng giới học, tăng thượng tâm, kế đến tăng thượng tâm học đang làm nhân duyên khiến an trụ tăng thượng tuệ học hiển thị ở khoảng trung gian, tăng thượng tuệ tịch tĩnh, tăng thượng giới học được luật nghi bảo hộ đang làm nhân duyên khiến an trụ là hai chủng hiển thị tối thượng có một chủng năng làm nhân duyên an trụ niết bàn, nên biết trong đây hiển thị tu tập tùy chỗ thích hợp hoặc riêng hoặc chung. Trước tiên lìa làm ác, rốt sau là thành mãn, các học đây đứng đầu, nơi học đây thông tuệ. Kệ tụng đây hiển thị do tăng thượng giới học dụng vô hối, dần dần thứ lớp tu tập là nhân chuyển về sau, do đây tu tịnh trí, định sanh, lạc chọn đủ, các học đây là giữa, nơi học đây thông tuệ. Kệ tụng đây hiển thị rõ do tăng thượng tâm học tu thành tựu trí tuệ thiện căn tối thắng, dần dần thứ lớp sanh làm nhân học tối thượng, từ tâm đầy giải thoát diệt hẳn các hí luận, các học đây là trên, nơi học đầy thông duệ. Kệ tụng đầy hiển thị do tăng thượng tuệ học năng là nhân cho quả niết bàn tối thắng. Nếu hành hướng bất tịnh cũng hướng nơi thiện thú, nói hành đây làm đầu nên biết đây trong cùng. Kệ tụng đầy hiển thị tăng thượng giới học nếu hủy phạm là nhân ác thú, nếu có thể thực hành là nhân thiện thú. Đây thì không cùng chung vì lìa hai học sau cũng có thể thành tựu. Nếu hành hướng thành tịnh, chẳng cao thú cứu cánh, hành đây nói là giữa, để biết cũng chẳng cùng. Kể tục đây hiển thị ở khoảng giữa học hạnh ly dục, dục giới. Vì đắc thanh tịnh gọi là hướng thành tịnh, nhưng chưa thể tận dứt ra lìa, dục cõi trên cũng chưa vĩnh viễn nhổ bật tùy miên của dục, nên không được gọi là ở trong các cõi đắc cứu cánh thanh tịnh. Đây không lìa loại trước, nhưng lìa tối thượng cũng có thể thành tựu trọn vẹn, cho nên gọi là không cùng chung. Nếu hành hướng thanh tịnh ở các thú cứu cánh, hành đây nói là trên, nên biết đây tất cùng. Kệ tụng đầy hiển thị học hạnh tối thượng, vì đối với các dục ba cõi đều xa lìa, vì cũng năng vĩnh viễn trừ bỏ tùy miên của dục trong các cõi thật là rốt ráo. Vì chẳng thể lìa hai chủng học trước,
để riêng thành tựu trọn vẹn nên gọi là tất cùng chung, hoặc hữu hoặc vô học nên biết đều thông tuệ. Nửa kệ tụng đầu hiển thị tướng người hiểu biết và học sâu xa thấu suốt, vì chỉ có chánh học vì không tà học, hoặc hữu học vô học nên biết đều ngu phu. Nửa kệ tụng sau hiển thị tướng của ngu phu ở trong ba học, vì có tà học vì không chánh học, hoặc xả bỏ nhiếp thọ cũng đoạn trừ thô trọng và hiện kiến sở tri, đức thọ trì ba học. Kệ tụng đây hiển thị hoặc vì năng xả bỏ sự nhiếp thọ gia đình thân thuộc, hoặc vì năng đoạn trừ các chướng thô trọng tà ma địa, hoặc năng hiện kiến tướng lý sở tri của bốn thánh đế nên vào học thứ lớp thành tựu viên mãn, hoặc có duyên không duyên cùng hiển hiện tế thô. Nửa kệ tụng đầu hiển hai học sau và học đầu tiên, như thứ lớp ấy có duyên không duyên tế thô giải khác, do thọ trì xa lìa phát lời ngộ dẫn dắt. Nửa kệ tụng sau hiển thị đầu giữa và sau, như thứ lớp ấy nói về nhân duyên dẫn phát, tức là vì nguyện dẫn dắt, vì thâm tâm xa lìa dẫn dắt, vì từ người được nghe bên trong chánh tư duy dẫn dắt. Học đầu chỉ có một, học thứ hai hai chủng, học thứ ba đủ ba, người tuệ đều vượt qua. Kệ tụng đây hiển thị học ban đầu không cùng chung với học khác, học giữa không lìa học đầu, học cuối không lìa hai học trước, siêu vượt tất cả kia nên biết vô học là bậc a la hán, không hủy hoại thì là nơi học nguyện năng thuận, không chê bản quỹ phạm nơi năm xứ xa lìa. Kệ tụng đây hiển thị thọ trì tướng giới không hủy hoại thì là nơi học, tức là an trụ tịnh giới, nguyện năng thuận, tức là thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, không chê bản quỹ phạm, tức là không phạm quỹ tắc. Ở năm xứ xa lìa, tức là sở hành không phạm, được có năm chỗ mà các bí xô không nên đi đến, đó là cung vua, nhà đồ tể, nhà bán rượu, nhà ca kỹ, nhà trên Đà La và Yết Sĩ Ma. Nhà đồ tể là nhà giết mổ, do truyền bá khắp sự giết mổ nên thành tội cực trọng, tạo nhiều ác nghiệp giết hại. Nếu hút xuất lì không phạm, không làm ác, làm ác. Nửa kệ tụng đây hiển thị ở nơi các tội nhỏ thấy hãi sợ lớn, đối với việc xuất ly cũng không làm ác, đối với việc làm ác cũng không phạm. Nơi học kia tầm cầu cũng xin tu hạnh kia. Nửa kệ tụng đây hiển thị thọ học học xứ chọn không có xả bỏ, mạng khó cũng không tổn, thường trụ trong chánh hạnh, thuận tỷ nại gia truyền. Kệ tụng đây bốn câu thứ lớp hiển thị tánh thường hành giới, tánh giới kiên cố, tánh hằng thực hành, tánh hằng tùy chuyển. Nguyện tu trị làm đầu, cũng tu trị tịnh mạng. Nửa kệ tụng đầu hiển thị quỹ phạm và mạng thanh tịnh, do nương theo các quỹ phạm trước phát thệ nguyện sau mới tu hành, cho nên gọi là nguyện, đều xa lìa hai biên, cũng xả bỏ tà nguyện. Nửa kệ tụng sau hiển thị xa lìa hai biên là biên vui, muốn thọ dụng tự khổ hạnh, và xả bỏ tà nguyện sanh lên cõi trời, nên thì là được thanh tịnh. Nơi các pháp chướng ngại chọn không lòng đắm nhiễm, loạn tâm pháp mới sanh, tìm phải chóng xa lìa. Kệ tụng đây hiển thị đối với việc không thủ hộ căn môn và chướng ngại trong pháp học thành tịnh, không cho là công đức và không đắm nhiễm ở nơi các pháp bất thiện như tầm, dục, khỏe, nhiễu loạn ý, nếu tạm thời sanh liền trừ khiển, khiến sự học được thành tịnh. Không chìm quá nổi quá, hàng khéo trụ chánh niệm, căn bản quyến thuộc tịnh, mà tu hành phạm hạnh. Kệ tụng đây hiển thị vì xa lìa việc làm ác hèn hạ, vì xa lìa làm ác phi xứ, vì xa lìa sự thất niệm ở nơi phương tiện và thời cứu cánh, tu hành phạm hạnh đều được thanh tịnh.